Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi mà quý vị đang lái xe lắng nghe làn sóng của NPR ở ba vùng DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Ngày hôm nay, ngày thứ ba, ngày 19 tháng 11 2019, những bản tin trong ngày hôm nay sẽ đến cùng với quý vị thính giả với Lệ Ngọc. Và trước khi mà bước vào những sự kiện mới nhất trong ngày thứ ba, Lệ Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết như thường lệ. Sáng ngày hôm nay vẫn là một buổi sáng nhiều mây, âm u, vẫn lạnh thưa quý vị. Nhiệt độ hiện tại 40 độ và đang có gió Tây thổi nhẹ 3 dặm 1 giờ. Những cái nắng vào buổi trưa ngày hôm nay vẫn chỉ là những cái nắng rất là nhẹ nhàng, xen lẫn với nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ ba 54 độ, se lạnh vào buổi tối 40 độ. Và dự đoán thời tiết cho những ngày còn lại thưa quý vị, ngày thứ tư, ngày thứ năm vẫn là một bầu trời nhiều mây, những cái nắng chỉ là những cái nắng của mùa thu đang chuẩn bị để mà bước sang mùa đông, thành thử những cái nắng này vẫn rất là nhẹ nhàng. Nhiệt độ cho cả hai ngày thứ tư và thứ năm cao nhất đều ở 52 độ. Riêng buổi tối của ngày thứ tư lạnh hơn 34 độ, tối ngày thứ năm 44. Và ngày thứ sáu, thứ bảy thưa quý vị sẽ vừa nhiều mây mà lại có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ 6 57 độ, buổi tối 39. Ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao nhất lại lạnh hơn 45 độ và buổi tối 34 độ. Khi mà bước qua ngày Chủ nhật, mặc dù là bầu trời trong sáng, nắng nhiều hơn, những cái áng mây lại nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn là một cái nhiệt độ se lạnh. Cao nhất cho ngày Chủ nhật 50 độ và buổi tối của ngày Chủ nhật 30 độ. Một ngày thật là vui, bình an sẽ luôn đến với quý vị thính giả của NPR. Thưa quý vị, mỗi ngày những sự kiện mới mà NVO và Lệ Ngọc cũng như các anh trong ban tin tức gửi đến cho quý vị, cập nhật đến cho quý vị những gì hàng ngày xảy ra chung quanh về vấn đề khởi sự luận tội điều tra Tổng thống Donald Trump, thì thưa quý vị, cái chuyện mà ngày hôm nay Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị, tất cả những sự kiện đó đều dẫn đến một sự việc là thật sự Putin, nước Nga đang nắm vấn đề gì đối với Tổng thống Donald Trump. Quý vị hãy nghe tất cả một số những chính trị gia, những dân biểu cao cấp họ nói đến vấn đề này. It is a dark mystery at the heart of Donald Trump's presidency. Why is he so chummy with Vladimir Putin? The Russians must have something. He is creating a hero out of Vladimir Putin. What the hell is going on? Speaker of the House Nancy Pelosi summed it up this way. All roads lead to Putin. Questions about the two men started when Trump as a candidate. Quý vị vừa mới nghe tất cả những nhân vật cao cấp, một số mà quý vị vừa mới nghe tới, họ đều đặt ra một cái câu hỏi, tại sao tất cả, nếu mà nhìn lại chung quanh những hành động của Tổng thống Donald Trump, có phải là ông Putin đang nắm gì ở Tổng thống Donald Trump? Tổng thống Donald Trump luôn nói đến ông Putin như là một anh hùng. Và tất cả những sự việc đang xảy ra trong vấn đề điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump thật sự đều hướng đến mục đích, những hành động của Tổng thống Donald Trump làm ảnh hưởng đến nước Mỹ và nguy cơ đến an ninh, để làm lợi cho nước Nga hay không. Tất cả những sự việc này Lệ Ngọc sẽ dần gửi đến cho quý vị qua những nhân chứng đã khai gì ở những cái cuộc điều trần công khai hoặc là những cuộc điều trần kín trước đây. Xin mời quý vị theo dõi. Trước khi mà bước vào những sự kiện liên quan đến những vấn đề mà Lê Ngọc vừa mới đặt ra, thì thưa quý vị, Lê Ngọc xin điểm tin qua những cái số tin quan trọng liên quan đến thế giới nhưng mà vẫn liên quan đến nước Mỹ của chúng ta. Thì cái quan hệ giữa Mỹ và Bắc Hàn như thế nào khi mà Tổng thống Donald Trump, ông đã Twitter và ông có lời mời là ông mong ông sẽ được gặp Kim Jong-un sớm. Và thưa quý vị, bất chấp
ngay cả Hàn Quốc và Mỹ đã thống nhất, đã đồng ý là hoãn những cái cuộc tập trận chung giữa hai bên để mà xoa dịu Bắc Hàn. Nhưng mà Bình Nhưỡng vẫn công khai lên tiếng trong ngày hôm nay, cho biết là hoàn toàn không hứng thú với việc tiếp tục đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa với lại Hoa Kỳ. Phó chủ tịch của đảng lao động bên phía Bắc Hàn, đó là Kim Jong-cho, đã tuyên bố chừng nào mà Hoa Kỳ vẫn còn giữ chính sách thù địch thì sẽ không có bất cứ một cuộc đàm phán nào giữa hai bên ở mọi cấp. Thành thử thưa quý vị, ngay cả vấn đề này thì bên cạnh lời lên tiếng như vậy thì Bắc Hàn còn từ chối vai trò trung gian của Thụy Điển trong vấn đề đối thoại về phi hạt nhân hóa. Trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11, thì hãng thông tấn của Bắc Hàn KCNA cho biết Bình Nhưỡng từ chối vai trò trung gian của Thụy Điển trong việc tổ chức đối thoại giữa hai nước Mỹ và Bắc Hàn. Bình luận này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi mà Tổng thống Donald Trump kêu gọi Kim Jong-un sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, và họ đang đặt ra cái vấn đề có thể ở Thụy Điển. Thì ngay trong ngày hôm nay, với lời lên tiếng của trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Bắc Hàn đã cho thấy họ đã từ chối vấn đề này. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Bình Nhưỡng cũng cho rằng Washington nên cần từ bỏ chính sách thù địch đối với Bắc Hàn. Những hành động này diễn ra trong cái tình hình giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa mới chìa cái nhành ô liu cho Bắc Hàn khi mà thông báo quyết định đã hủy cuộc tập trận chung. Nhưng dù có hủy thì Bắc Hàn ngược trở lại, lại lên tiếng mạnh mẽ hơn. Chúng ta nhớ lại là những cái cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng trước đây vẫn còn rơi vào bế tắc sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai hồi tháng 2 đã không đạt được thỏa thuận. Và mới đây vào đầu tháng 10 thì hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên ở ngay tại Stockholm, Thụy Điển. Nhưng kết thúc vẫn không có một tiến triển nào đáng kể, trong khi Bình Nhưỡng lại lên tiếng cho rằng Washington không đưa ra một cái đề xuất nào mới mẻ. Và hạn chót mà Bắc Hàn nói đến đó là cuối năm 2019. Nếu Hoa Kỳ không thể nào đưa ra một đề xuất mới để giúp phá vỡ cái thế bế tắc này trong cuộc đàm phán hạt nhân song phương, thì Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ đàm phán và còn sẽ chọn một con đường mới nữa, thưa quý vị. Trong khi mà Mỹ thì vấn đề mà giữa Mỹ và Nam Hàn thì còn có một sự kiện mà ngày hôm nay giới truyền thông đã nói đến là phái đoàn Mỹ đã rời cuộc đàm phán ở Nam Hàn, ở Seoul, sau khi mà Nam Hàn đã từ chối, mà từ chối chuyện gì đó là từ chối trả gần 5 tỷ Mỹ Kim cho việc triển khai quân đội Mỹ tại Nam Hàn. Các viên chức giữa hai nước Mỹ và Hàn Quốc trong ngày hôm nay có một cuộc đàm phán mới nhất tại Seoul liên quan đến chi phí an ninh cho lực lượng Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Á này. Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc là Jeong Yung-bo đã cho biết cuộc thảo luận này đã sụp đổ chỉ vì bên phía Mỹ đã bỏ về trước. Trong khi đó thì trưởng đoàn bên phía Mỹ, đó là James DeHart, thì cho biết là đã cắt ngắn cuộc họp để Seoul có thời giờ xem xét lại thỏa thuận này. Và ông DeHart đã lên tiếng với các phóng viên tại Seoul sau cuộc đàm phán, và ông này nói rằng thật là không may, các đề xuất bên phía Nam Hàn đưa ra lại không đáp ứng yêu cầu của bên phía chúng tôi về phía Hoa Kỳ trong cái vấn đề chia sẻ gánh nặng một cách công bằng và hợp lý. Truyền thông bên phía Nam Hàn trong tuần trước đây cũng cho biết là ông DeHart đã yêu cầu Hàn Quốc phải chi trả số tiền lên tới gần 5 tỷ Mỹ Kim, 4 tỷ 7 để mà duy trì binh sĩ và vũ khí của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, tăng gấp 5 lần so với con số 1 tỷ Mỹ Kim vào những năm trước đây. Và ngay lập tức đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ bên phía Nam Hàn. Trong chuyến thăm Seoul vào tuần trước, ngay cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đó là ông Mark Esper, cũng lên tiếng và nói là Hàn Quốc là một quốc gia giàu có và nên chi nhiều tiền hơn để bù đắp chi phí quốc phòng. Bộ Ngoại giao bên phía Hàn Quốc cho biết là họ sẽ làm việc để mà duy trì
một cái mức đóng góp mà theo ý của họ là hợp lý và trong phạm vi có thể chấp nhận đối với cả hai phía. Con số mà quân đội Mỹ đang đồn trú ở Nam Hàn, thưa quý vị, đây là một con số khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ duy trì ở tại đây. Và hiện nay thì, thưa quý vị, cái vấn đề con số quân đội của Mỹ ở tại Nam Hàn để nhằm bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc. Từ tháng 3 của năm 2018 thì hai nước đã tiến hành 10 vòng đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự. Trong sự việc mà chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump, ông liên tục kêu gọi là Hàn Quốc phải tăng cái đóng góp tài chính cho lực lượng đồn trú của Mỹ. Nhưng bên phía Nam Hàn họ nói là trước đây chỉ có 1 tỷ mà nay thì lên tới con số gần 5 tỷ Mỹ Kim. Khoảng 70% đóng góp của Nam Hàn hiện nay dùng để trả lương cho 8.700 nhân viên Hàn Quốc làm việc trong những lĩnh vực là hành chính, kỹ thuật và dịch vụ khác cho quân đội của Mỹ. Cuối năm 2018 thì quân đội Mỹ đã cảnh báo là sẽ buộc các nhân viên của người Hàn Quốc nghỉ không lương nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về cái chi phí bảo vệ mới này. Và người đứng đầu Ủy ban Tình báo Quốc hội của Nam Hàn, đó là Lee Hee-hon, đã nói rằng đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, đó là Harry Harris, đã lặp lại tới 20 lần lên tiếng yêu cầu trả cho tới 5 tỷ Mỹ Kim với cái chi phí để mà bảo vệ này. Và giới chức bên Nam Hàn đang lo ngại là việc Mỹ kiên quyết đòi tăng chi phí có thể làm suy yếu đi cái mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Thưa quý vị, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR, và sau đó sẽ trở lại để mà tiếp tục gửi đến cho quý vị những tin tức liên quan đến thế giới và nước Mỹ. Professional Auto Body, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân chủ và khách hàng, có trên 30 năm phục vụ đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đổ. Hãy đến với Professional Auto Body để có sự định giá trước cho bảo hiểm xe của quý khách chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Professional Auto Body chuyên môn làm đồng sơn sửa toàn bộ các xe bị đụng, kéo sườn xe, dầm vá đúng màu. Xe một trang bị body shop lớn nhất nhì vùng Virginia DC và Maryland so với Hoa Kỳ. Dàn kéo sườn xe vĩ đại, phòng sơn, phòng hấp đúng tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều thợ body khéo tay và hàng chục năm kinh nghiệm. Professional do ông Minh phụ trách. Điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Báo cho chương trình ghi danh chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2020. Quý vị sẽ ghi danh miễn phí ở tại đài NVR Radio. Quý vị có thể gọi cho Lê Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Chương trình Obamacare cho năm 2020, thời hạn ghi danh từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019. Quý vị chỉ có 6 tuần mà thôi. Và những công ty bảo hiểm cho năm 2020 trong chương trình Obamacare sẽ có Kaiser Permanente, Cigna Connect, CareFirst, Blue Cross Blue Shield và Anthem. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019, quý vị hãy đến ngay văn phòng của đài NVR để cho Lê Ngọc và các anh chị em trong đài có thể giúp cho quý vị ghi danh lại, chọn lựa đúng những quyền lợi, những chương trình bảo hiểm vừa túi tiền phù hợp với lại quý vị và đúng với những gì mà quý vị cần đến cho chương trình bảo hiểm cho gia đình. Quý vị hãy gọi cho Lê Ngọc hoặc là đến văn phòng của đài NVR bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019 ghi danh hoàn toàn miễn phí. Trân trọng thông báo đến quý thính giả. Mười giải trúng tham gia giải đấu Baccarat Lucky 8 để có cơ hội thắng 888.888. Tìm hiểu thêm, xin vào livecasinohotel.com. Phải từ 21 tuổi trở lên, hãy chơi có trách nhiệm và cần được trợ giúp, xin hãy gọi 1-800-GAMBLER.
Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin trong ngày hôm nay mà liên quan đến những thiên tai. Thì hiện nay, thưa quý vị, ở Venice đang đối mặt với một cái hiểm họa, đó là hiểm họa về nước thủy triều dâng. Do đó, thưa quý vị, khi mà nói đến vấn đề biến đổi khí hậu thì hiện nay chúng ta thấy có quá nhiều những thiên tai, cháy rừng, và lần này ở Venice thì lại là thủy triều nước dâng lên cao. Phải nói lại là khi vào năm 2014, có 35 chính trị gia, doanh nhân và những công chức ở nước Ý, ở Italy đã bị bắt vì tội gì đó là tội tham nhũng và hối lộ trong cái dự án mà cứu thành phố Venice. Dự án này lẽ ra phải hoàn thành từ năm 2011, nhưng do những cái vấn đề về thiết kế và kỹ thuật, do đó sẽ không thể được hoạt động cho đến ít nhất là vào năm 2022. Thành thử vào tối của tuần trước đây, ở khoảng ngày 12 tháng 11, khi mà nước lụt dâng cao kỷ lục trong 50 năm ở Venice của nước Ý, các thành viên của hội đồng khu vực Veneto đã tập trung tại phòng họp của họ ở trên một cái kênh đều rất là lớn, và họ thật không ngờ là họ đã bỏ phiếu từ chối những biện pháp chống biến đổi khí hậu. Thành thử chỉ trong vòng 2 phút, nước bắt đầu tràn vào, chìm ngập rất nhiều căn phòng trong hàng chục cm nước. Đó là một cái điều mà họ hoàn toàn họ không ngờ, khi mà họ vừa mới bỏ phiếu để mà chống vấn đề biến đổi khí hậu thì nước lại tràn vào ngay những cái căn phòng mà họ đang họp. Thành thử một câu hỏi người ta đang đặt ra là tại sao có một cái sự trùng hợp ngay như vậy. Có lẽ vậy, nhưng sự việc gần như khiến người ta liên tưởng rằng đang có một vị thần nào đang cười nhạo với việc con người có thể lại đưa ra những cái quyết định mà họ cho rằng lại ngu ngốc như thế nào khi mà đối mặt với vấn đề khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, những gì mà đang xảy ra ở nước Ý, ở Venice trong tuần trước đây không phải là một trò đùa, vì bên cạnh cái nước dâng thủy triều bị dâng thì thưa quý vị, còn có một sự việc xảy ra là những đợt gió lớn từ biển Adriatic đã đẩy cái lượng nước này lên cho tới 2 mét ngay vào thành phố của Venice, gây ra một trận lụt tồi tệ nhất mà Venice từng chứng kiến trong hơn nửa thế kỷ qua. Và khách du lịch, thưa quý vị, họ tranh thủ chụp hình tại nhà thờ Thánh Mark trong cái cảnh nước ngập tới thắt lưng. Một người đàn ông, những cái hình ảnh mà người ta thấy, một người đàn ông đã bơi qua cái quảng trường của Thánh Mark, và đó có thể là người đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng để làm điều này. Hiện nay 85% diện tích của thành phố Venice đã bị ngập, và đã có ít nhất 2 người đã bị thiệt mạng, và nước lụt cũng đã gây thiệt hại khôn lường cho cái nền móng và sự tính toán về cấu trúc của những tòa nhà biểu tượng tại thành phố rất là nổi tiếng. Quý vị thính giả, rất nhiều quý vị thính giả NVR cũng đã nói cho Lê Ngọc là quý vị cũng đã từng đi du lịch ở Venice và có cái những cái lời khen và cảm thấy đã được nhìn những lâu đài, những biểu tượng ở ngay tại thành phố Venice mà có đến hàng 1.000 năm tuổi, trong đó có nhà thờ của Thánh Mark. Thành thử hiện nay, thưa quý vị, nếu mà nói đến du lịch, đi du lịch của nước Ý hoặc là Âu Châu, nếu mà quý vị vẫn còn muốn đi thì cái giá nó rất là rẻ. Có nhiều người bạn của Lê Ngọc nói rằng là họ đi Âu Châu mà họ không ngờ cái giá vé round trip chỉ có hơn 300 Mỹ Kim mà thôi. Nếu mà quý vị theo dõi những cái YouTube thì quý vị sẽ thấy một cái cảnh tượng của thủy triều cao tới kỷ lục trong 50 năm, thưa quý vị, đã nhận chìm thành phố Venice như thế nào. Thì theo lời của thị trưởng của Venice, đó là Luigi Berganaro, đã nói khi mà chính ông lội qua thành phố ngập lụt của mình, ông nói đây chính là những tác động của biến đổi khí hậu. Nhưng thật sự bi kịch của Venice không chỉ nằm ở vấn đề biến đổi khí hậu và sức mạnh của những vùng biển đang dâng nước, mà nó còn nằm ở những cái vấn đề giải quyết kỹ thuật kém, cộng cả với lòng tham và sự bất tài, và tất cả có thể khiến cho cuộc khủng hoảng khí hậu mà hiện nay ở Venice đang phải đối mặt lại trở nên tồi tệ hơn rất là nhiều. Thì từ thế kỷ thứ 12, người Venice đã biết
điều tiết những dòng thủy triều vào và ra khỏi bằng cách là ngăn chặn lại những dòng sông và xây dựng những đảo chắn để mà bảo vệ thành phố của Venice. Và khi mà xây những tòa nhà mới thì họ thường xây dựng những cái đầm này ngay các trụ cột và nền móng của những tòa nhà cũ, có tác dụng để tôn cao dần thành phố. Nhưng mà mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi vào những năm 1960 với việc nạo vét và đào sâu thêm kênh đào Canal de Petroli để cho phép tàu chở dầu đến vùng Porto Marghera. Đó là một cảng nước sâu gần Venice. Và trong những năm gần đây, các kênh đào này còn được đào sâu và mở rộng hơn nữa để mà phù hợp cho những con tàu du lịch. Và giống như nhiều thành phố ven biển khác, thì cái việc mà họ phải bơm nước ngầm để khai thác nước uống và sử dụng trong công nghiệp cũng đã khiến cho Venice càng chìm thêm sâu vào trong những thập niên gần đây. Và các chuyên gia về vấn đề phục hồi và bảo tồn Venice đã cho biết việc bơm nước ngầm hiện đã dừng lại. Venice không gặp khó khăn gì khi mà đối phó với những vùng biển đang dâng nước, và họ phải chỉ tiếp tục xây dựng thành phố Venice cao hơn để tránh cái vấn đề mà nước thủy triều dâng cao lên. Khi mà gửi đến cho quý vị cái thiên tai mà Venice đối mặt với hiểm họa thủy triều dâng, thì trong khi đó nhìn qua bên phía Á Châu thì đang có một cái cảnh báo, đó là cảnh báo hạn hán rất là nghiêm trọng tại các vùng, các nước như là Campuchia, Lào, Thái Lan và ngay cả Việt Nam. Hiện nay cái cảnh báo này họ nói rằng cho đến tháng 1 của năm mới 2020, các nước trong khu vực hạ nguồn của sông Mekong, trong đó gồm có Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, đang có nguy cơ phải hứng chịu hạn hán rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động gieo trồng và sản xuất nông nghiệp. Các chuyên gia này cảnh báo cho rằng Ủy ban sông Mekong trong ngày hôm nay đã đưa ra cảnh báo này trong cái bối cảnh là hạn hán đang khiến cho cái mực nước sông Mekong xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua, và có nhiều khúc sông chảy ra bốn nước này có thể nhìn thấy đáy kể từ hồi tháng 6 cho đến ngày hôm nay. Và theo các chuyên gia, Thái Lan, Campuchia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với Lào và Việt Nam. Và nguyên nhân dẫn đến hạn hán là do mùa mưa năm nay đã rút ngắn 5 tuần so với các năm trước đây, đến muộn 2 tuần, xong lại kết thúc sớm 3 tuần, cộng với hiện tượng, đó là hiện tượng El Nino, khiến cho nhiệt độ cao bất thường nóng, dẫn đến hiện tượng bốc hơi nước rất là nhanh. Trung tâm quản lý hạn hán và lũ lụt trong khu vực tại Phnom Penh cảnh báo trước nguy cơ hạn hán sẽ còn kéo dài, và người dân sống ở khu vực này lại có thể rơi vào một tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Dự báo tình trạng hạn hán tồi tệ hơn trong khoảng thời gian từ tháng 12 sắp tới đến đầu tháng 1, khi mà lượng mưa thấp đi. Được thành lập từ năm 1995, Thủy Ủy ban của sông Mekong là một tổ chức liên chính phủ làm việc trực tiếp với chính phủ của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, hợp tác trong vấn đề quản lý những nguồn nước chung và phát triển bền vững sông Mekong. Khi mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị cái cảnh báo này cho các nước châu Á, thì thưa quý vị, lần đầu tiên mà gạo ở Việt Nam, thưa quý vị, đoạt giải, đó là giải gạo ngon nhất trên thế giới. Đây là một loại hạt gạo ST24 của Việt Nam đã vượt qua những loại gạo của Thái Lan, của Campuchia để nhận được giải, đó là giải gạo ngon nhất trên thế giới năm 2019 từ một cái tổ chức có tên là The Rice Trader sau 10 lần tổ chức cuộc thi trong 10 năm qua. Thì những tin tức cho biết là gạo hữu cơ ST25 của Việt Nam đã được trao giải gạo ngon nhất trên thế giới sau khi đã vượt qua được những loại gạo của Campuchia, Thái Lan tại cuộc thi là World Best Rice do công ty The Rice Trader tổ chức. Đây là một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ của Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 được tổ chức ở ngay tại Manila, Philippines từ ngày 10 đến ngày 13
tháng 11 trong tuần vừa mới qua đây, thì theo ban tổ chức, cuộc thi bình chọn gạo ngon nhất trên thế giới được chính những đầu bếp quốc tế bầu chọn. Và những người này họ đã kiểm tra gạo trước khi mà nấu, sau đó họ nếm thử, đánh giá hương vị, độ ngon của cơm và chọn ra loại gạo nào để mà được nhận giải gạo ngon nhất trên thế giới. Trong 10 lần tổ chức cái cuộc thi này thì Thái Lan là nước dẫn đầu với 5 lần đạt giải nhất, tiếp đến là Campuchia 4 lần, Hoa Kỳ có 2 lần và Myanmar có 1 lần. Có những năm mà hai quốc gia đồng giải gạo ngon nhất. Xong lần này, hội đồng giám khảo đã nhất trí cho việc chọn gạo ST24 và 25 của Việt Nam đứng đầu tại cuộc thi, và gạo Thái Lan thì năm nay đạt hạng nhì. Dòng lúa thơm ST trong đó gồm nhiều giống khác nhau do kỹ sư Hồ Quang Cua tạo ra và cải tiến trong hơn 20 năm qua. Và ST24 đã được xem là đặc sản của tỉnh nào thưa quý vị ở Việt Nam? Đó là tỉnh Sóc Trăng, với những phẩm chất vượt trội như là hạt gạo dài, trắng trong, dẻo cơm và mùi thơm thoảng hương lá dứa. Trước đó, gạo ST24 đã được đoạt giải nhất tại cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần đầu tiên do Hiệp hội Thực phẩm Việt Nam VFA tổ chức ngày 4 tháng 11. Và trước đó thì vào năm 2017 thì loại gạo ST24 cũng từng lọt vào top 3 gạo ngon nhất thế giới trong cuộc thi World Best Rice tại Macau. Với cái bản tin này thì thưa quý vị Lê Ngọc và ngay cả có lẽ là quý vị thính giả, chúng ta sẽ tìm xem ở nước Mỹ có bán cái loại gạo ST24 hoặc 25 này để mà nấu ăn thử xem. Là vì gạo đã chiếm được giải gạo ngon nhất trên thế giới cho năm 2019, nó ngon như thế nào và nó thơm như thế nào. Bước qua những bản tin liên quan đến Trung Đông, thì quân đội Mỹ trong ngày hôm nay đã thừa nhận là một khi mà phát sinh xung đột với Nga ở Syria thì Mỹ sẽ phải bỏ lại, thưa quý vị, và bỏ lại những gì khi mà rời khỏi đất nước Syria mà chỉ còn có vài trăm quân đội Mỹ thôi, thì Nga đã chiếm đóng được tới 16 trên 23 căn cứ Mỹ ở Syria mà lại không cần một phát súng. Do đó, từ những việc đang xảy ra ở tình hình của Trung Đông cho đến nước Mỹ mà quý vị đã nghe, sự kiện mà hiện nay nước Mỹ đang lo ngại và điều tra xem thật sự Putin đã nắm được gì ở Tổng thống Donald Trump, và thật sự tất cả những gì mà Tổng thống Donald Trump đang điều hành có phải là để mang lại lợi cho Nga hay không. Thì ngay cả một báo cáo từ đài truyền hình Trung Đông Al Jazeera trong ngày hôm qua, Liên minh Nga và quân chính phủ của Syria đã chiếm giữ được 16 trên 23 căn cứ của quân đội Mỹ ở Syria, trong đó 8 căn cứ đã trở thành căn cứ thường trực cho liên minh của Nga và Syria. Trước hành động liên minh của Nga và Syria, quân đội của Mỹ cũng đã bị đẩy lùi về các mỏ dầu với chất lượng thấp ở vùng nông thôn ở vùng đông bắc của Syria. Cuộc chiến này hiện nay đã trở thành cuộc chiến chiếm giữ các mỏ dầu giữa Nga và Mỹ. Và trong những ngày tháng vừa qua, chiến sự của Syria không ngừng vẫn leo thang. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở các cuộc tấn công ồ ạt để thiết lập các khu vực an toàn ở phía bắc Syria. Tuy nhiên, dường như quân đội Mỹ không có tư tưởng tham gia vào các cuộc chiến này mà tập trung làm một việc, đó chỉ là chiếm giữ các mỏ dầu và khu sản xuất khí đốt. Từ sau khi mà quân đội Mỹ kiểm soát thành công hầu hết các khu vực sản xuất mỏ dầu ở Syria, thì cuộc chiến giữa lực lượng liên quân giữa Nga và Syria để chiếm lại các mỏ dầu cũng đã bắt đầu. Và kể từ khi mà Mỹ rút về bờ đông của sông Euphrates, Nga và Syria chỉ có thể nhìn Mỹ chiếm lĩnh các mỏ dầu và sử dụng các xe vận tải chuyên để buôn dầu, mỗi tháng thu được ít nhất 30 triệu Mỹ kim. Và điều này đã tạo ra một sự kích thích rất lớn đối với nước Nga. Do vậy, Nga đã hợp lực với Syria
để tấn công chiếm lại các mỏ dầu bị mất. Theo Bộ Quốc phòng của Nga thì Moscow gần đây đã liên tục điều động máy bay, chiến đấu ném bom ở vùng Idlib và Afrin. Trong khi đó, lực lượng của quân đội ở mặt đất thì phối hợp với quân đội của Syria tiến hành thu hồi nhiều cứ điểm bị mất để cho tới ngày hôm nay chiếm lại được 16 cứ điểm. Và đồng thời, Nga cũng đã tăng cường lực lượng xe bọc thép và trực thăng chiến đấu đến vùng đông bắc Syria. Theo tin từ hãng thông tấn TASS, thì kể từ ngày 14 tháng 11 cho đến nay, quân đội giữa Nga và Syria đã tiến hành cuộc tổng tấn công quy mô lớn, bắt đầu từ thành phố Manbij và đã liên tục thu hồi được hơn 10 căn cứ của Mỹ ở Aleppo, Arakwak, Ahhazak. Và đáng chú ý là lực lượng quân đội của Mỹ tại những căn cứ này, họ chưa cần nghe tiếng súng nào từ lực lượng liên quân thì ngay lập tức đã tiến hành rút lui. Điều bất ngờ là ngay cả sân bay lớn nhất của quân đội Mỹ cũng đã bị bỏ hoang. Hiện tại, cái con số mà sự hiện diện còn lại của 200 binh lính Mỹ đồn trú tại căn cứ Al-Tanf ngay tại tỉnh Homs phía đông nam của Syria, thì các binh lính còn lại đã được di tản đến các khu vực nông thôn ở miền nam của Al-Hasakak. Và lực lượng này đã được tiếp tế trang bị vật tư từ những căn cứ của Mỹ ở Iraq. Tuy nhiên, theo thông tin tình báo mà Nga đã tiết lộ, thì hiện nay quân đội Mỹ đã điều những tiểu đội rất là nhỏ tiến vào khu vực giáp ranh giữa chiến tuyến của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời xây dựng những trạm quan sát đợi một cái cơ hội để chiếm lại những căn cứ trước đây. Và quân đội Mỹ họ cũng đã phải thừa nhận, một khi mà phát sinh sự xung đột, chỉ có thể bỏ lại các trang bị của lực lượng mặt đất để mà rút lui, do lực lượng không quân không thể nào chi viện kịp thời vì phải cất cánh từ những căn cứ rất xa, đồng thời còn phải đối mặt với mạng lưới phòng không dày đặc của Nga, khó có thể mà chi viện kịp thời. Và đây cũng chính là lý do mà chưa cần nghe một bất cứ một tiếng súng nào của quân đội của Nga thì Mỹ đã phải rút lui ra khỏi căn cứ của Mỹ ở Syria. Do đó, tin mới nhất trong ngày hôm nay thì ngay cả quân đội Mỹ đã thừa nhận là Nga đã chiếm đóng lại 16 trên 23 căn cứ của Mỹ ở Syria mà lại không cần một phát súng nào. Tiếp tục, một thông báo từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gây sốc cho cái tình hình của Trung Đông, làm cho Trung Đông lại dậy sóng trở lại. Mặc dù chúng ta biết là cái tình hình của Trung Đông luôn là những sự việc xảy ra là như là một vấn đề luôn gây xáo trộn thế giới. Nhưng mà trong ngày hôm qua, ngày 18 tháng 11, thì một thông báo từ Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, Washington hiện không còn xem các khu định cư của Israel ở bờ Tây là không phù hợp với luật pháp quốc tế như những tuyên bố từ năm 1978 của Bộ Ngoại giao của nước Mỹ. Do đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gây sửng sốt khi bất ngờ quyết định đảo ngược chính sách của Mỹ, mà chính sách này đã được duy trì suốt 40 năm qua về các khu định cư của người Israel Do Thái ở khu bờ Tây. Và lý do gì mà Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ đảo ngược chính sách về khu định cư của Do Thái? Tương tự như việc di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem vào năm 2017, thì đây là một cái lập trường gây sự tranh cãi về các khu định cư Do Thái tại những vùng đất bị Israel chiếm đóng, tiếp tục tước đoạt các lợi ích của người Palestine và đồng thời xác nhận một mối quan hệ thân thiết giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Tổng thống Donald Trump, đúng vào một cái thời điểm rất là quan trọng đối với người đứng đầu của chính phủ Do Thái. Lâu nay, cả Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đều coi việc Israel xây dựng các khu định cư tại bờ Tây là bất hợp pháp. Giới quan sát đã có một nhận định, việc đột ngột thay đổi một chính sách của nước Mỹ mà dài hơn 4 thập niên qua, mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, 41 năm của nước Mỹ, có lẽ rất quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump. Quyết định nhiều khả năng
đó chính là quà tặng của ông Trump dành cho các cử tri bảo thủ ủng hộ cho Do Thái Israel vì các lý do tiên tri trong Kinh Thánh cũng như các nhà tài trợ của chính Tổng thống Donald Trump tại nước Mỹ. Đây là những đối tượng ủng hộ cho các chính trị gia cánh hữu ở Israel. Bên ngoài, chính quyền của Tổng thống Donald Trump khẳng định thay đổi này có thể giúp tiến gần hơn đến một nền hòa bình tại Trung Đông. Thật sự có phải đúng như vậy hay không? Thì một viên chức ở chính quyền đã tiết lộ Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với một nhóm hòa bình của Tòa Bạch Ốc do ai? Đó chính là do Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu, đã mất một năm phân tích về vấn đề pháp lý cho đến quyết định này. Các khuynh hướng chính trị của mọi vị tổng thống đương nhiên ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Song theo các nhà phân tích thì họ lại nói không có chính quyền nào gần đây lại quan tâm đến việc phá vỡ các quan điểm chính sách đã định hình từ lâu ở ngay tại thủ đô Washington, ở tại nước Mỹ, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ xâm phạm các giá trị của nước Mỹ như là chính quyền của ông Donald Trump. Từ Iran đến Bắc Hàn và ngay cả những quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Tòa Bạch Ốc dưới thời của Tổng thống Donald Trump nổi tiếng về việc điều chỉnh chính sách để mà phù hợp với quan điểm chính trị mấu chốt của chính cá nhân của Tổng thống Donald Trump. Quý vị nhớ là vào mùa hè vừa mới qua đây, Tổng thống Donald Trump đã quả quyết với Chủ tịch của bên phía Trung Quốc là Tập Cận Bình rằng ông sẽ để mắt đến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông trong quá trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nước và nhắc đến những cuộc điều tra luận tội hiện nay do Hạ viện Mỹ khởi xướng cũng đang tập trung tìm hiểu xem liệu Tổng thống Donald Trump có chính trị hóa vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine bằng cách là gây áp lực buộc Kiev phải điều tra cha con của cựu phó tổng thống Joe Biden, người dự kiến mà chúng ta thấy sẽ là đối thủ chính của ông trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 hay không? Điều này tại sao người ta nói dự kiến, thật sự có gì thay đổi từ đây cho tới vài tháng trước, vài tháng sau này để mà có thể cho rằng ai sẽ là người đại diện bên phía đảng Dân Chủ để trở thành đối thủ chính thức của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu tổng thống năm 2020. Theo lời khai trong phiên điều trần kín của cựu đại sứ Mỹ, thưa quý vị, bà Yavinovich, và ngay cả trong ngày mai, đại sứ Mỹ tại EU, ông Gordon Sondland, thì phụ tá ngoại giao của Mỹ David Thom cũng đã tiết lộ những thông tin cho thấy là Tổng thống Donald Trump, ông chỉ quan tâm tới chuyện lớn, mà những chuyện lớn này phải là chỉ có ích lợi cho chính bản thân của Tổng thống Donald Trump mà thôi. Và từ chuyện này thì thưa quý vị, tất cả những gì xảy ra mới nhất trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì lần lượt Lệ Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị. Một sự kiện mà ngày hôm qua người ta đã nói đến từ Washington Post là Hạ viện đang điều tra là liệu Tổng thống Donald Trump, ông đã có khai man với cuộc điều tra của cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller hay không, khi mà gọi là báo cáo, những kết quả mà chúng ta đã nghe được từ cuộc điều trần của ông Mueller, chúng ta nghĩ chắc là những kết quả điều tra của ông Mueller đã được khép lại. Nhưng không, thưa quý vị, hồ sơ đã được trưởng ban cố vấn pháp lý của Hạ viện đã đệ lên tòa liên bang ở ngay tại thủ đô DC trong ngày hôm qua, giữa cái tranh cãi về yêu cầu của Quốc hội đối với việc công khai những chứng cớ đại bội thẩm đoàn của cựu công tố viên đặc biệt ông Mueller trước tính khẩn cấp của cuộc điều tra luận tội. Cuộc điều tra diễn ra ngay sau khi có kết quả phiên tòa xử nhà hoạt động ở bên đảng Cộng Hòa là một người bạn rất lâu thâm niên của Tổng thống Donald Trump, đó chính là ông Roger Stone, mà quý vị cũng đã nhận được những tin tức này. Ông Stone năm nay 67 tuổi, thì trong ngày thứ 6 tuần trước
đã bị truy tố tới 7 tội danh, trong những cáo buộc là đã nói dối, khai man trước quốc hội, cản trở quốc hội và can thiệp vào nhân chứng. Lời khai và chứng cớ tại phiên tòa đã gieo nghi ngờ vào lời khai bằng văn bản của ai? Đó là của Tổng thống Donald Trump gửi cho ông Mueller về việc có biết chuyện ban vận động tranh cử năm 2016 của ông tìm cách tìm hiểu thêm về việc WikiLeaks công bố những email ở bên phía đảng Dân Chủ bị tin tặc đánh cắp hay không. Do đó, thưa quý vị, liệu chính Tổng thống có khai man, có nói dối hay không? Có phải Tổng thống không trung thực khi mà trả lời thẩm vấn từ cuộc điều tra của ông Mueller hay không? Đó là lời của trưởng ban pháp lý Douglas Leder đã nói. Hạ viện đang tìm cách để mà thẩm tra xem chính Tổng thống Donald Trump có nên vẫn được tại chức hay không. Đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng, không thể tin được và đang diễn ra ngay bây giờ và những diễn tiến này sẽ xảy ra rất là nhanh. Ngoài việc ông Roger Stone đã bị bồi thẩm đoàn truy tố khai man trước quốc hội và can thiệp vào những chứng cớ, thì ông Douglas Leder còn trích dẫn thỏa thuận nhận tội khai man trước quốc hội của cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump nữa, thưa quý vị. Thành thử tất cả những sự việc này đã được xảy ra quá nhanh ngay trong ngày hôm qua. Quý vị chắc chưa quên, ông Michael Cohen vào năm ngoái cũng đã nhận tội khai man. Và để chứng minh nhu cầu cấp bách của Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong việc được xem lại những lời khai, những chứng cớ của đại bội thẩm đoàn của ông Mueller, và ông Leder đã nói là chúng tôi có ít nhất hai người đã bị truy tố về vấn đề nói láo khai man trước quốc hội. Và những người này họ đã khai man về điều gì? Khai man về những điều đi trực tiếp vào báo cáo điều tra của ông Mueller. Và thật là đáng buồn, đã có quá nhiều những chứng cớ cho thấy Tổng thống Trump có thể đã đưa ra những câu trả lời không trung thực. Và do đó, trưởng ban pháp lý của Hạ viện, ông đã gọi vấn đề này có một cái tầm quan trọng rất là lớn. Và đó chính là phần quan trọng trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Và tuyên bố mà được ông Leder đưa ra vào lúc mà tòa phúc thẩm liên bang ngay tại thủ đô Washington cũng DC đang xem xét phán quyết của tòa cấp dưới, trong đó yêu cầu tiết lộ những chứng cớ mà Hạ viện bên đảng Dân Chủ đang cần cho những phiên điều trần công khai về nỗ lực gây áp lực buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, đó chính là gia đình của ông Joe Biden. Và tháng trước thì chánh thẩm tòa liên bang ở tại DC, ông Beryl Howard đã phán quyết Hạ viện tham gia hợp pháp và thủ tục pháp lý cho phép quốc hội được miễn trừ khỏi những quy định về bí mật đại bồi thẩm đoàn. Và vụ kiện này là một trong những cuộc chiến pháp lý phân chia quyền lực đang được đẩy lên tối cao pháp viện, bên cạnh những vụ kiện ngăn chặn trắc đòi hồ sơ khai thuế của Tổng thống Donald Trump. Vấn đề hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump, Lệ Ngọc cũng sẽ cập nhật đến cho quý vị trong giây lát. Và trong ngày hôm qua thứ hai, đa số trong hội đồng phúc thẩm, trong đó có 3 vị thẩm phán, đó là Judith Rogers, Thomas Griffith và Naomi Rayo, đã tỏ nghiêng về hướng ủng hộ quyền lực của Hạ viện trong việc được xem hồ sơ của đại bồi thẩm đoàn nằm trong phạm vi thủ tục luận tội. Nhưng tòa cũng đang xem xét giữ lại việc công bố những thông tin này và yêu cầu Hạ viện giải thích một cách cụ thể hơn về lý do tại sao cần phải công bố tài liệu này. Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tháng 7 trước đây cũng đã khởi kiện yêu cầu tòa cho phép được xem toàn bộ những báo cáo kết luận là điều tra trong vấn đề Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ của ông Mueller, cũng như tài liệu của đài bồi thẩm đoàn của cựu công tố viên đặc biệt Mueller. Do đó, thưa quý vị, những kết quả, những báo cáo của ông Mueller chưa khép lại như người ta tưởng là đã qua chuyện đó. Nó sẽ trở lại để mà hỗ trợ cho vấn đề
luận tội điều tra Tổng thống Donald Trump. Và số phận thật sự của Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra luận tội do Hạ viện khởi xướng đang được chờ đợi trong ngày mai, thưa quý vị. Những sự việc này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những lời khai công khai của đại sứ Mỹ tại EU, đó là ông Gordon Sondland, và ông này cũng chính là một nhà tài trợ rất là lớn cho Tổng thống Donald Trump. Khi mà đại sứ Sondland sẽ ra làm chứng công khai vào ngày mai, ngày 20 tháng 11, trong phiên điều trần công khai tuần thứ hai trước Quốc hội Mỹ, sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, và điều này cũng đang khiến cho Tòa Bạch Ốc rúng động. Và qua sự việc này thì thưa quý vị còn nhớ trong ngày hôm qua, Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị bản tin là bất thình lình Tổng thống Donald Trump, ông phải đến bệnh viện Watergate để khám. Và cái vấn đề này đã tạo ra những đồn đoán, những dư luận cho rằng Tổng thống Donald Trump đến đây khám vì ông đã bị tức ngực. Nhưng giới chức của Tòa Bạch Ốc đã tìm cách xoa dịu đi những cái tin đồn chung quanh cái vấn đề mà một cái chuyến đi khám bệnh rất là bất thường của Tổng thống Donald Trump đến bệnh viện Trung tâm Quân y Quốc gia Watergate. Thì bác sĩ riêng của Tổng thống Donald Trump, đó là bác sĩ Sean Conley, ông đã phải lên tiếng bác bỏ những đồn đoán cho rằng Tổng thống Donald Trump đã bị tức ngực. Và bác sĩ Conley đã xác nhận Tổng thống đến Trung tâm Quân y Quốc gia Watergate trong ngày 16 tháng 11 chỉ để làm gì, thưa quý vị? Chỉ để mà kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và có những cái cuộc nói chuyện để mà hỏi về sức khỏe bình thường, để mà trước khi mà ông rời đi và tiếp tục làm những công việc mà theo lời của Tòa Bạch Ốc cho rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ rất bận rộn từ giờ cho tới sang năm. Do đó, thưa quý vị, bác sĩ Conley đã nói rằng trái với những điều đồn đoán, Tổng thống không bị tức ngực, cũng không được kiểm tra hay điều trị bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, dù là nhẹ hay là nghiêm trọng. Tổng thống cũng không phải trải qua kiểm tra nào đặc biệt về tim mạch và ngay cả về thần kinh. Nhưng Washington Post trong ngày 18 tháng 11 đã đăng một bài xã luận bày tỏ cái sự hoài nghi về cái lý do thật sự phía sau của buổi khám sức khỏe rất là bất ngờ của Tổng thống Donald Trump. Và qua bài viết này, nếu mà quý vị đọc trong tờ Washington Post, thì bài viết đã cho thấy lập luận của người dân Mỹ có quyền biết thật về sức khỏe của một vị tổng thống và liệu công việc của ông có bị ảnh hưởng hay không. Và bài viết này còn nhắc rằng là Tổng thống Donald Trump mới vừa khám sức khỏe vào tháng 2 của năm 2019, tại sao phải đến quân y bệnh viện Watergate. Trong khi đó thì bác sĩ Conley khẳng định một lần nữa là buổi hẹn với Tổng thống Donald Trump không công khai chỉ vì một số vấn đề có trở ngại về vấn đề schedule, sắp xếp cái lịch đến mà thôi. Và bác sĩ Conley mô tả buổi khám này mang tính thường kỳ, lại được lên kế hoạch từ trước. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nêu chi tiết kết quả đo mức cholesterol của Tổng thống Trump, và bác sĩ Conley xác nhận mọi chỉ số xét nghiệm cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn có sức khỏe tốt. Tại sao điều này lại có những cái đồn đoán? Vì quý vị cũng biết là Tổng thống Donald Trump, ông nổi tiếng với một cái sự đam mê đối với lại thức ăn nhanh, tức là fast food. Mà chúng ta ở Mỹ thì chúng ta biết nếu mà chúng ta thường xuyên ăn fast food thì nó sẽ tạo ra những cái trở ngại về cholesterol và có thể dẫn đến vấn đề tim mạch. Do đó đã khiến nhiều chuyên gia lo ngại sức khỏe cho Tổng thống Donald Trump. Riêng thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, đó là bà Stephanie Grisham, bà cũng cho biết là Tổng thống Donald Trump, ông chỉ muốn tận dụng ngày cuối tuần rảnh rỗi để hoàn thành một phần chương trình sắp sức khỏe, khám sức khỏe hàng năm mà thôi. Và sau cái cuộc hẹn với bác sĩ Conley thì Tổng thống Trump còn có dừng lại trao đổi với nhân viên bệnh viện và gia đình của một quân nhân đang được phẫu thuật ở tại đây. Và Tòa Bạch Ốc khẳng định là Tổng thống sẽ có một năm 2020 rất bận rộn với chiến dịch tái tranh cử. Và Tổng thống chính ông cũng đưa ra xác nhận như vậy ở ngay trên Twitter, thông báo sẽ hoàn thành phần còn lại của buổi kiểm tra
sức khỏe định kỳ vào năm 2020. Và thật sự như vậy, chúng ta hãy chờ xem trong những ngày sắp tới có những tin tức gì lộ ra để cho chúng ta biết được thật sự cái cuộc khám bệnh đột xuất của Tổng thống Donald Trump không theo quy định đó là vì lý do gì. Mặc dù chúng ta đã nghe chính bác sĩ của ông đã lên tiếng và khẳng định sức khỏe của Tổng thống Donald Trump vẫn bình thường. Và hiện nay một cái báo cáo, thưa quý vị, trong ngày hôm qua vừa mới đưa ra để cho thấy cái ảnh hưởng của vấn đề điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump như thế nào. 70% người Mỹ đã cho rằng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump đối với vấn đề yêu cầu một nhà lãnh đạo nước ngoài ở Ukraine để mà điều tra đối thủ chính trị của ông là hoàn toàn sai, có tới 70%, thưa quý vị. Và cuộc thăm dò mới này, đó chính là của ABC News và Ipsos đã tường trình. Riêng về vấn đề tin rằng hành động của Tổng thống Donald Trump đều sai và ông còn một bên cạnh nữa là ông nên bị luận tội và bị bãi nhiệm, thì con số này là 51% người dân Mỹ. Chỉ có 21% người Mỹ nói rằng là tuy là vấn đề như vậy, nhưng nếu mà theo dõi những phiên điều trần của Hạ viện thì chỉ có 21% mà thôi. Ngoài 51% thì có 19% khác đã cho rằng hành động của Tổng thống là sai, nhưng ông ta nên bị Hạ viện luận tội mà thôi, không nên bị bãi nhiệm. Cuộc khảo sát cũng cho thấy là một trong bốn người Mỹ, 25%, thì Tổng thống là không làm gì sai. Do đó quý vị thấy chỉ có 25% cho rằng Tổng thống Donald Trump không làm gì sai. Tuy nhiên, gần 1 trong 3, tức là khoảng 32% nói rằng họ đã quyết định luận tội Tổng thống trước khi tin tức về cuộc điện đàm tháng 7 của Tổng thống Donald Trump với lại ông Zelensky. Trong đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái con số này, từ những cái báo cáo này cho thấy con số của người dân Mỹ càng ngày càng gia tăng đối với việc đồng ý khởi luận tội và điều tra Tổng thống Donald Trump. Sau nhiều tuần liên tục mà các viên chức chính quyền và chính quyền hiện tại làm chứng sau vấn đề điều trần kín và cho đến nay điều trần công khai, thì ba người đã xuất hiện công khai trong phiên điều trần luận tội đầu tiên trong hơn 20 năm. Chúng ta thấy có ông George Kent, phó phụ tá bộ trưởng phụ trách những vấn đề châu Âu và châu và Âu Á, ông Bill Taylor, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ ở Ukraine, và bà Marie Yovanovitch, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine. Và trong số các đảng viên bên phía Dân Chủ, 41% nói rằng họ quyết định luận tội trước khi những hành động của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Ukraine trở nên một cách công khai. Và cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump khi mà bước vào một cái giai đoạn khốc liệt hơn trong tuần thứ hai trong tuần này, khi một loạt những viên chức cao cấp bị yêu cầu ra điều trần liên quan đến cái cuộc gọi giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky. Thì thưa quý vị, vòng điều trần mới này sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 11, với sự tham gia của tới 9 nhân chứng quan trọng, trong đó gồm có những nhân vật nào? Thưa quý vị, có ông David Holmes, Alexander Vindman, Fiona Hill, Jennifer Williams, Gordon Sondland, Tim Morrison, ông Kurt Volker, Laura Cooper và David Howe. Vòng điều trần này được xem là giai đoạn quan trọng để cho bên phía Dân Chủ kết luận liệu Tổng thống Donald Trump có lạm quyền để đạt được lợi ích chính trị cho chính ông trước thềm bầu cử năm 2020 hay không. Cái tâm điểm của vòng điều trần mới đó chính là đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu EU, ông Gordon Sondland, là người đang dự kiến sẽ đối mặt với hàng loạt những câu hỏi từ bên phía đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa vào ngày thứ Tư, ngày 20 tháng 11. Theo lời khai của nhiều nhân chứng quan trọng, thì ông Gordon Sondland đóng một vai trò như là một cầu nối liên lạc trực tiếp
giữa Tổng thống Donald Trump và Zelensky của Ukraine. Thì tại phiên điều trần kín hồi tuần vừa mới qua đây, nhân viên ngoại giao của ông David Holm, nhân viên ngoại giao đó là ông David Holm, thì ông này đã khẳng định là ông vô tình nghe được cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và ông Gordon Sondland, mà trong cái cuộc điện đàm này, chính Tổng thống Donald Trump đã lớn tiếng hỏi ông Sondland về việc liệu Ukraine đã sẵn sàng điều tra chưa. Và cũng theo lời của ông David Holmes, thì cuộc điện đàm này diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại một nhà hàng ở thủ đô của Kiev của Ukraine. Do đó, phe Dân Chủ muốn ông Sondland xác nhận nghi vấn Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông dùng gần 400 triệu Mỹ Kim quỹ viện trợ quân sự để mà gây sức ép, buộc Ukraine điều tra cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi đó, thì bên phía Cộng Hòa, thưa quý vị, bên đảng Cộng Hòa thì có cái khả năng họ sẽ tìm cách làm tổn hại uy tín của ông Sondland trong vai trò nhân chứng tại phiên điều trần, có thể buộc ông chọn lựa giữa việc giới hạn tiếp xúc pháp lý hoặc là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Thì trước ông Sondland, Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ trong ngày hôm nay sẽ điều trần 4 nhân chứng, trong đó có giám đốc phụ trách những vấn đề châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Alexander Vindman, là chính là người đã từng khẳng định tại một phiên điều trần kín trước đó rằng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Zelensky là một cuộc điện đàm có vấn đề. Trong khi đó thì ngay cả chính Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua, ngày 18 tháng 11, ông đã lên tiếng, ông kêu gọi là bên phía Cộng Hòa bảo vệ ông trong một tuyên bố trên trang mạng Twitter, cho rằng cuộc điều tra luận tội nhắm vào ông đó là một đỉnh điểm của một sự bất công, quá bất công đối với Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố là chưa bao giờ mà đảng Cộng Hòa lại đoàn kết như lúc này. Và Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã phá vỡ đi những quy tắc, nhưng chúng ta đang chiến thắng và chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Đó là những gì, nếu mà quý vị theo dõi thường xuyên những Twitter của Tổng thống Donald Trump, ông đã tweet trong ngày hôm qua, lên tiếng cho biết đảng Cộng Hòa vẫn đoàn kết và vẫn bảo vệ ông một cách rất là mạnh mẽ. Tất cả những sự việc này có gì thay đổi những gì trong hàng ngày hay không? Thì thưa quý vị, chúng ta sẽ ghi nhận hiện nay và chúng ta sẽ theo dõi để thật sự biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra sau khi mà từ ngày hôm nay tới ngày mai, khi mà ông Sondland lên tiếng công khai ở tại Quốc hội. Liên quan đến vấn đề hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump, thì mới đây thôi thưa quý vị, trong ngày hôm qua, có hai thượng nghị sĩ của Mỹ hiện đang xem xét một cái cáo giác, lại có một cáo giác mới đối với Tổng thống Donald Trump từ một nhân viên sở thuế IRS, cho rằng ít nhất đã có một giới chức được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm tại Bộ Tài chánh đã tìm cách để mà cản trở việc duyệt xét hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump hay là của Phó Tổng thống Mike Pence. Đây cũng là một bản tin vừa mới được đưa ra từ tờ Washington Post. Các nhân viên của thượng nghị sĩ, các nhân viên này thưa quý vị, của thượng nghị sĩ là Charles Grassley của đảng Cộng hòa Iowa, hiện là Chủ tịch Ủy ban Tài chánh Thượng viện, và thượng nghị sĩ Ron Wyden của bên đảng Dân Chủ của tiểu bang Oregon, là giới chức cao cấp nhất của đảng Dân Chủ trong ủy ban, đã gặp người cáo giác ở sở thuế IRS hồi đầu tháng này. Và hiện nay chưa rõ là hai thượng nghị sĩ này, ông Grassley và ông Ron Wyden, có xem lời tố giác này là đáng tin cậy đến mức độ nào. Và các giới chức trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump trước đó nói rằng hành động tố giác này vẫn là có tính cách thù ghét đảng phái. Và người tố giác từ nhân viên IRS, đây là một giới chức làm việc rất là lâu năm ở tại IRS, đưa đơn tố cáo nói rằng ông được cho biết là đã có ít nhất một giới chức bổ nhiệm chính trị khác với thành phần công chức mà được tuyển mộ
đã tìm cách để mà ngăn cản một cách trái phép việc duyệt xét thường niên hồ sơ thuế của Tổng thống Trump hay là Phó Tổng thống Mike Pence. Và cái đơn tố cáo này đó là được đưa vào hồi tháng 7. Và trong ít tuần trở lại đây thì người tố giác này lại tiếp tục nộp thêm những tài liệu liên quan đến lời cáo giác lúc đầu hồi tháng 7 vốn đã được chuyển đến cho Quốc hội. Việc cáo giác này có hành động bất chính liên quan đến hồ sơ thuế đã được tiết lộ hồi tháng 8 khi mà một dân biểu ở bên đảng Dân Chủ, đó là Richard Neal của Massachusetts, chủ tịch của Ủy ban Chủng chi Hạ viện, đưa đơn kiện đòi hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump và nói rằng các giới chức do ông Trump bổ nhiệm đã có những cái hành động bất chính đối với việc duyệt xét hồ sơ. Và việc duyệt xét hồ sơ thuế đang được coi là một tiến trình độc lập và không thể nào bị ảnh hưởng bởi những áp lực chính trị nào. Phát ngôn viên của hai ông Grassley và Wyden từ chối không lên tiếng, chưa lên tiếng và cũng không xác nhận là việc hai ông này đã có cuộc gặp với lại nhân viên cáo giác ở cơ quan IRS. Mà khi nói đến cái hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump thì thưa quý vị, mọi người đều có những cái suy nghĩ và chúng ta đều có những lý do là tại sao cho đến nay vấn đề gì mà đã làm cho Tổng thống Donald Trump luôn không muốn đưa hồ sơ thuế và còn luôn kiện cáo để mà chống cái vấn đề ở những cấp tiểu bang và ngay cả đến liên bang để mà đòi hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump. Cho tới ngày hôm nay, dù là Tổng thống có lên tiếng trước đây là ông sẽ đưa cho chúng ta trình cho vấn đề tài chính của ông, cho tới ngày hôm nay, quý vị thấy lời nói của Tổng thống Donald Trump, ông tuyên bố rất là mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thấy được hồ sơ tài chính của Tổng thống Donald Trump. Riêng hãng thông tấn Reuters thì cũng đưa ra một cái bản tin là tối cao pháp viện trong ngày hôm qua, ngày thứ hai, cũng đã tạm hoãn cái phán quyết của tòa cấp dưới về vấn đề yêu cầu công ty kế toán của Tổng thống Donald Trump phải giao nộp một số hồ sơ tài chính của Tổng thống cho Ủy ban Hạ viện. Và quyết định này đó là được chánh thẩm ông John Roberts ban hành, không cho biết liệu tòa có dự tính nghe Tổng thống kháng án phán quyết của tòa phúc thẩm ở DC hay không. Án lệnh này là chỉ tạm hoãn thi hành phán quyết phúc thẩm, trong khi chính vị thẩm phán quyết định sẽ tiến hành thủ tục tố tụng như thế nào. Và án lệnh này chỉ tạm thời có hiệu lực cho đến khi mà tòa có hành động tiếp theo. Vụ kiện này thể hiện một cái cuộc thách đấu khác nữa thưa quý vị, mà một cuộc thách đấu này cũng là quan trọng về quyền lực giữa Tổng thống và Quốc hội. Trong đó thì chúng ta thấy là Tổng thống Trump luôn tìm mọi cách để giữ bí mật thông tin tài chính hồ sơ thuế cá nhân của ông, của Trump Organization, trong khi mà ông đang phải đối mặt với cuộc điều tra luận tội từ phía Hạ viện. Lê Ngọc cũng nhắc lại là vào hôm thứ Sáu tuần trước đây thì chính các luật sư của ông Trump đã đệ đơn kháng án lên tối cao pháp viện sau khi mà đa số thẩm phán tại tòa phúc thẩm ở ngay tại thủ đô DC trong tuần trước cũng đã quyết định là sẽ không tái xét xử phán quyết để mà buộc công ty Mazars USA thực thi trác đòi tài liệu. Và hội đồng phúc thẩm này có 3 vị thẩm phán cũng đã đứng về phía quyền lực trác đòi của Ủy ban Giám sát Hạ viện. Thành thử trong ngày hôm qua thứ hai, Ủy ban Giám sát đã cho biết là họ sẽ không phản đối 10 ngày trì hoãn thực thi trác đòi, nhưng cũng sẽ không ủng hộ để mà kéo dài sự việc này. Riêng các luật sư của Tổng thống thì đã yêu cầu tòa ít nhất là tạm thời hoãn việc thực thi trác đòi, và họ muốn hoãn cái trác đòi càng lâu càng tốt cho đến khi vấn đề được tòa cấp cao nhất để giải quyết vấn đề này. Và nếu tối cao pháp viện từ chối nghe cái lời kháng án từ bên phía Tổng thống Donald Trump thì công ty của ông là công ty Mazars phải giao hồ sơ khai thuế của Tổng thống Donald Trump cho các nhà lập pháp. Thì sự việc này thưa quý vị, hiện nay không riêng gì ở Quốc hội mà ngay cả chính người dân cử tri Mỹ đôi lúc cũng
muốn xem thật sự chuyện gì trong cái hồ sơ khai thuế của Tổng thống Donald Trump, đến nỗi mà Tổng thống phải luôn giữ kín và hoàn toàn không muốn đưa cái hồ sơ khai thuế của ông. Và cũng trong một vụ kiện khác, thì Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Năm tuần trước, ông cũng đã đệ đơn yêu cầu tối cao pháp viện xem xét cái phán quyết của tòa ở liên bang ở tại New York, trong đó cho phép các công tố viên địa phương thực thi trác đòi công ty Moza hồ sơ khai thuế cá nhân và thuế công ty của Tổng thống Donald Trump trong 8 năm từ năm 2011 cho đến năm 2018. Và thưa quý vị, Ủy ban Giám sát Hạ viện trước đó cũng đã tống trác đòi công ty Moza phải giao hồ sơ khai thuế của ông Trump để xác định xem Tổng thống Donald Trump có tuân thủ pháp luật trong việc công khai tài sản cũng như là đóng thuế, đánh giá xem những luật này Tổng thống có làm đúng hay không. Không biết bao giờ cái câu hỏi mà người ta đặt ra, liệu ngày nào, tháng nào, năm nào mới được hồ sơ khai thuế của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, vấn đề mà liên quan đến những gì mà đang xảy ra chung quanh vấn đề điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ gửi đến những tin tức này cập nhật đến cho quý thính giả hằng ngày để cho chúng ta cùng nhau theo dõi. Một ngày thật là bình an sẽ đến với tất cả quý vị. Thính giả Lê Ngọc hẹn gặp lại quý vị vào lần tới cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington.